nền kinh tế Mỹ sẽ sụp đổ nếu Nga và Trung Quốc giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại đồng đô la. Nga, Trung Quốc và các nước BRICS khác gần đây đã tăng cường cuộc chiến chống lại đồng đô la Mỹ. Cụ thể họ tìm cách giảm ảnh hưởng của đồng tiền quốc gia Mỹ đối với hệ thống tài chính quốc tế. Theo nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mark Green, nếu canh bạc đô la thành công, nền kinh tế Mỹ sẽ bị tàn phá nghiêm trọng. Nhận định này được đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Fox News. Vào tháng 3, Brazil và Trung Quốc đã ký một thỏa thuận thương mại để từ bỏ đồng đô la và các nước BRICS thậm chí còn tuyên bố tạo ra một loại tiền tệ mới thay thế USD. Ngay cả các đồng minh và đối tác của chúng ta cũng đang quay lưng lại với nền kinh tế Mỹ để tìm kiếm thứ mà họ coi là giải pháp thay thế tốt hơn cho đồng đô la đang mất giá nhanh chóng. Pháp đã ký kết thỏa thuận dầu mỏ với Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ, trong khi Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết không có lý do gì để tiếp tục dựa vào đồng tiền của Mỹ, người đối thoại của Fox News cho biết. Đồng đô la Mỹ đang phải hứng chịu sức ép lớn chưa từng có từ các đối thủ. Ông Green tin rằng Mỹ nên tự trách mình về những gì đang xảy ra, đặc biệt là Bộ Tài chính và chính quyền Tổng thống Joe Biden. Từ những sai lầm của họ, Hoa Kỳ không còn đủ khả năng để tiếp tục chi tiêu nhiều hơn số tiền họ có. Washington sẽ không thể bù đắp thâm hụt bằng cách in đô la mới, vì nhu cầu đã suy giảm và gây ra lạm phát mạnh. Những vấn đề của Mỹ với đồng đô la có lợi cho các đối thủ cạnh tranh trên trường quốc tế những người tận dụng tối đa lợi thế này. Đặc biệt, ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng lớn, có thể nắm quyền chi phối toàn bộ nền kinh tế thế giới, khi nhiều quốc gia tăng cường sử dụng đồng nhân dân tệ thay vì USD. Các quyết định của chính quyền Tổng thống Biden đã làm giảm giá trị đồng USD, không thể tiếp tục tiêu nhiều tiền hơn khi chúng ta không có, cần tránh việc đổ thêm tiền mặt vào nền kinh tế mà không nghĩ đến hậu quả, chính trị gia người Mỹ nhấn mạnh. Theo Soha, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.